Đấy, à, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa tất cả các anh chị đại diện trong gia tộc. Kính thưa đệ tử đại diện trong gia đình, cũng như trụ sự của ngày chánh lễ kỷ niệm đáo lễ hàng năm cho lộ tổ. Kính thưa các bậc lão thành, thưa cô bác cùng toàn thể chị em kính mến, thì vừa qua cô bác chúng ta đã theo dõi qua sự trình bày của anh Tư Phương, cũng thời gian ngót tiếng đồng hồ. Thì còn con thời gian sau thì cũng xin cô bác anh chị em mình khoảng 50 phút tiếng đồng hồ thôi. Bởi vì sẽ thấy trước mặt con toàn là những cô bác anh chị em mình lớn tuổi, đã nhiều năm quyên thâm về chân lý. Thật ra bữa nay tới đây đó để hâm nóng lại giáo lý của Đức Thầy. Nếu không hâm thì lâu lâu sợ nó bị thiêu đi, cho nên mình hâm lại. Chứ thật ra những cô bác anh chị em đã nhiều năm nghiên cứu về giáo lý của Đức Thầy rất nhiều rồi. Bữa nay con lên đây làm bộ phận cũng như là trả bài cùng với toàn thể quý cô bác anh chị em mình mà thôi. Thì thưa quý vị, ở tại cái nhà hàng Thủy Tạ này, cô bác anh chị em chúng ta nhiều lần để mình trở về đây rồi. Ở thời gian trước đây đó thì cháu Thảo và đệ tú ra công để người làm cái nhà hàng Thủy Tạ này đó, là đầu tư vô đó cũng không biết bao nhiêu cái của cải tài sản nhằm để phát triển về kinh tế. Nhưng mà rốt cùng rồi cô bác anh chị em mình nhơ nguyện như thử mà thiên lý dị nhiên. Tức là lòng người muốn dạy nhưng mà trời chưa dạy. Dự định đó làm nhà hàng Thủy Tạ đó cô bác, mình thấy cá con nào con nấy, dưới con nào con nấy to tướng hết chứ không. Tức là ngày xưa đó là làm cái nhà hàng đó là hải sản tươi sống, cho nên phải bắt lên con nào rồi đó là làm thịt con nấy tại chỗ. Nhưng mà từ khi đó phát tâm giác ngộ được con đường đạo đức, nhất là quy đi theo giáo lý của Đức Thầy, cho nên gia đình đó của hai đệ đã chuyển nghiệp, tu là mình chuyển nghiệp từ cái nhà hàng Thủy Tạ mà hôm nay trở lại đó, trở thành một cái nơi tịnh thất kiết thất niệm Phật để cô bác chúng ta về đây rất là đông đảo như thế này. Thì nhờ có giáo lý của Đức Quỳnh giáo chủ ra đời mới có cái chuyển lại. Chứ thật ra thưa quý cô bác, nếu ngày xưa đó cái đi nhà hàng Thủy Tạ này đó mà chưa chuyển lại trong chương trình tu tịnh độ niệm Phật, thì ngày nay đó cái ngày chánh dỗ kỷ niệm cô bác chúng ta chưa có được đến đây đồng đạo mà đông đủ, và đồng thời bữa nay mà cúng chay như thế này đâu. Bởi vì đó con nghe trong kinh Đức Phật Ngài nói mấy câu phải nói là hết sức là nghĩa tình. Nói cái người đời lắm lúc lạ kỳ. Đôi khi cái người đời đó lắm lúc nó có những cái chuyện nó lạ kỳ dữ lắm luôn. Người đời lắm lúc lạ kỳ, cha mẹ còn sống vậy thì vô tâm. Đôi khi lúc cha mẹ mình còn sống đó mình vô tâm, mình không có thèm để ý tới. Nhưng mà chết đi thì kèn trống ầm ầm. Đến cái lúc chết rồi đó đem kèn đem trống về thổi 2-3 ngày, đủ thứ hết trơn phải không, làm linh đình đủ thứ. Cho nên chết đi thì kèn trống ầm ầm, sôi gà qua quả thì đầy mâm bàn thờ. Lúc còn thì tiền bạc thờ ơ, chết rồi đốt cả ngàn tờ đô la. Hầu cái lúc còn đó, cha mẹ xin một cách một đồng đó là tính từ cách từ đồng rồi quý cô bác. Cho nên cha giàu con được ấm no, vì thương con cái cha lo chu toàn. Nhưng mà cha giàu con giàu chưa hẳn cha nhà, có người còn tính từng ngàn với cha. Cho nên hồi lúc còn sống thì mình thờ ơ, đôi khi đó tiền mình đưa đó mình tính từng đồng từng cách, nhưng mà tới chết rồi đó lại đốt cả ngàn tờ đô la. Lúc còn thì cãi mẹ cãi cha phải không, cái lúc còn thì cha mẹ nói ra cái rồi đó, Đức Thầy nói đó, có lắm kẻ lớn rồi quên lãng là nuôi mẹ cha tính tháng tính ngày nữa. Vậy thì bây giờ đó lúc còn thì cãi mẹ cãi cha, chết rồi lại khóc suốt 3 ngày trời. Bởi vì lưu lại 3 ngày thì khóc suốt 3 ngày. Lúc còn thì nói chẳng nghe lời, cái lúc còn nói không có chịu nghe lời.
chết rồi mới khổ vì đời mồ côi. Lúc còn thì cãi mẹ tay đôi, hồi lúc còn rồi mẹ nói ra câu nào là cãi tay đôi câu nấy với cô bác trong khi em mình. Chết rồi hối tiếc muộn rồi bạn ơi, đến chừng chết rồi đó, lúc đó mới hối tiếc. Còn hôm nay Đức Quỳnh giáo chủ ra đời ngày chỉ dạy cái ngày chánh dỗ kỷ niệm đó, cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ lễ dài thì trong sạch nghĩa nhân dày mới đáng, thì hồn linh sẽ siêu thoát nhà cao bay. Vậy thì đối với người tín đồ Phật giáo hảo, cô bác chúng ta trong những cái ngày chay đắm như thế này, nó đại diện cho một ngày để cô bác chúng ta báo hiếu, gọi là Du Lan. Du Lan gọi là giải đảo quyền. Một năm đó chỉ có một cái ngày Du Lan trong gần tháng 7 là ngày Trung Ương, mà mùa này cũng còn trong mùa Du Lan báo hiếu, bởi bữa nay mới có ngày 28 à, tháng 7 rồi phải không? Vậy thì bây giờ đó, mỗi ngày đó cô bác chúng ta báo đáp thăm ân cho cha mẹ, cúng lại hai thời công phu để bái đi đền đáp tứ đại trọng ân, đó là một ngày cô bác chúng ta đã báo hiếu. Du Lan đâu đợi ngày gầm báo hiếu, đâu phải mỗi năm một ngày ơn cha nghĩa mẹ sâu dày, mỗi ngày báo hiếu là mỗi ngày Du Lan. Chẳng những cô bác chúng ta báo đáp Du Lan cho ông bà tổ tiên cha mẹ để báo đáp thăm ân cho hai đấng ân điền, mà cô bác chúng ta còn tỏ tấm lòng hiếu kính làm tấm gương cho con cháu mai sau. Nếu mình hiếu thảo mẹ cha thì con hiếu lại với ta khác gì, còn nếu mình ăn ở vô nghề đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Uổng công lắm, nếu mình mà bất hiếu đối cha mẹ rồi đôi khi đó dỗ cha thì xem nhẹ, nuôi mẹ thì không, mà cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện. Đôi khi đó hiếu thảo mình không lo tròn mà rốt cùng đi làm cái công tác Phật sự bên ngoài á, Đức Phật nói vô nghĩa với cô bác anh chị em. Nếu ai không phụng sự cha mẹ, nếu ai không nuôi dưỡng cha mẹ, nếu ai không biết nguyện cầu cho cha mẹ mà mình đi làm công tác từ thiện bên ngoài là vô ích uổng công. Bởi vì muôn việc lành chỉ có hiếu thuận. Chính xác, muôn việc lành chỉ có hiếu thuận là đứng đầu. Hay là thiên địa tứ thời xưng tại thủ, nhân sanh bất hạnh, hiếu vì tiền. Vậy thì hôm nay chữ hiếu là một đứng đầu của con người trong kiếp sống. Hôm nay gia đình làm cái bổn phận này là làm cái chữ hiếu sức thế gian với cô bác anh chị em. Vậy thì bây giờ đó, sở dĩ cô bác chúng ta còn lầm đường lạc lối và lưu lạc trong cõi trần mê này hoài đó, Đức Thầy cho biết là do vô minh mà ra tất cả. À, bị vô minh vọng tưởng giải tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Chứ thật ra nếu con ở bên Ô Môn đó mà con biết cái đường qua bên đây nhà của Đệ Tú đó, con chạy một mạch một thôi là qua tới đây liền, trừ ra cái không biết với hai nữa đó con mắt nó bị dãy cá hay hoặc giả là nó bị mù, cho nên cô bác chúng ta đi đó nó mới bị lầm đường lạc lối. Còn nếu đã biết rồi, đã đi nhiều lần rồi thì cô bác anh em chúng ta đi đâu đó nó tỏ rõ, mà thầy nói tầm cực lạc đây rành đường ngõ, vậy hãy mau tu tỉnh mấy mầm. Vậy thì bây giờ trần gian là cái cảnh khổ với cô bác anh em mình. Hồi nãy đó anh Tư anh trình bày qua đó, ngõ lời khuyên nhân loại khắp gần xa ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Đó là cái cảnh tốt vui, còn cuộc đời này là cái cảnh phải nói là rất là đau khổ. Ta bà khổ, ta bà chi khổ, thì năng sổ tỉnh độ lạc, tỉnh độ lạc thì năng giác. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tổn chỗ đó, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Vậy cô bác chúng ta thấy cảnh dương gian có phải đang muôn thảm ngàn sầu không quý cô bác? Mới hồi sáng này con nghe tin tức báo là ở tại Gia Lai Công Tâm mình, mới ngày hôm qua có anh này đó là ở tại cái xã của Iaco, ở ngoài đó là đa số người dân tộc, cho nên vì hoàn cảnh gia đình nghèo đó đi sôi nhái, mới ngày hôm kia bắt về được con cóc có bay lớn nè. Rồi gia đình mới chia ra xào ăn, ba người đem đi nhập viện hết. Bác sĩ cho biết là bây giờ đang ngộ độc, cho nên bây giờ đang khuyến cáo đó cô bác anh em mình, hiện giờ là đang cấm ăn ba cái thịt cóc. Mà ở đây cô bác anh em mình chắc không có ngộ độc ba vụ đó rồi, không? Mình bây giờ mà phận tu hành đảm bảo rào với tường không, chứ đâu có vụ ba thịt cóc ở trong trọng. Phận tu hành đảm bạc rau tương miễn cầu được an khương bốn bể, phải không? Vậy thì bây giờ vừa qua đó anh Tư trình bày qua ba cái đề tài rồi, bữa nay con tự chọn con cũng trình bày qua cô bác anh em mình với ba mục. Đời của con người sống thế gian, ta nói cơm ăn ba chén, còn thuốc thì uống ba thang,
phải không? Còn cái gì đó mình làm đó nằm trong cái ba ở trong đó là ngon lành hết quý cô bác. Ăn cơm cũng vậy đó, mình nói ăn ba hộp. Bữa nay con trình bày ba cái điều vui nhất trong cuộc đời này. Bởi vì mình đang chấp nhận cái sự khổ mà thầy nói trong buổi khổ phải mau mau tránh khổ, gán tầm vào đến chỗ an cư, phải không? Học câu hỷ xã đại từ, nêu gương nghĩa sĩ giả tư chớ rồi. Vậy bây giờ con hỏi thiệt, giờ này mà cô bác anh chị em mình nhà đó cũng đôi khi gặp cái cảnh khổ á, người khổ cảnh này, người khổ cảnh nọ, mà tới đây đó nãy giờ cô bác anh chị em mình thấy một tiếng đồng hồ qua đó, cô bác chúng ta có cái gì gọi là khổ không? Không có, còn là niềm vui không, phải không? Nãy giờ mình lại đây phải lạc đạo mà an phận, vui với đạo mà an phận, nghèo vậy là quá ngon rồi. Cho nên Đức Phật nói hai câu hết sức hữu tình: lợi danh mọi thứ vô thường, chỉ còn phước đức là dẫn đường ta đi. Chỉ còn có cái phước đức là nó dẫn cái con đường của mình đi tới tương lai, tới hạnh phúc thôi quý cô bác anh chị em mình. Cho nên á, Đức Thánh Ngài chỉ dạy á, để lại tài sản của cải quý báu cho con, quý giá nhất là dạy con kiến thức trong đầu, cho con kiếm cách làm giàu mới hay, cho con tiền bạc đất đai, con không biết giữ là trắng tay mấy hồng, phải không? Vậy thì bây giờ cha mẹ cho con là cho cái kiến thức trong đầu nó để nó tự kiềm cách nó làm giàu. Còn nếu để lại của cải tài sản đó, đất cát đất vườn cho nó đó, tạ thực sơn băng, ngồi một chỗ ăn núi nó còn lỡ nữa cô bác anh chị em mình. Cho nên dạy con đọc sách thánh hiền còn hơn để lại bạc tiền đầy gương. Dẫu có bạc vàng trăm vạn lượng không bằng kinh sử một vài pho, không? Vậy thì bây giờ nó cần nhất là cô bác chúng ta làm sao để lại cho con cái kiến thức trong đầu nó để nó tự làm giàu, nó tự có cái đạo đức để nó tạo lợi cho con cháu mai sau đó quý cô bác anh chị em mình. Kiếp trước ông bà làm đức cả, ngày nay con cháu đáng lo tu, nó biết lo tu tỉnh, nó biết lo làm ăn tu hiền chân chất, nó tạo lại cái phước duyên và để lợi. Đức ti không thấy mà còn, tài ti gần gỗ mà mòn như cường. Cho nên đây là cái thời kỳ cùng cuối cô bác chúng ta thấy nha. Hồi đó đó, những cái người mà đâu đó mà làm ăn lương lẹo đó quý cô bác anh chị em mình, hay hoạt giả là có những cái chương trình nó không thật, đôi khi người ta làm giàu trên sự xương máu đủ thứ, thì đó, họ còn sống cuộc sống vinh quang. Nhưng mà bây giờ cô bác anh chị em mình ơi, làm như á, đến cái thời kỳ trả quả rồi. Giờ này đó nghe, mà cái người nào mà làm ăn không thật đó, cái phước của mình nó không còn đó, coi như dễ bị trắng tay như không quý cô bác anh chị em. Mà thầy nói từ rài trần hạ là lợi danh trôi. Từ rài mà danh lợi đó, hay hoặc giả là Đức Thầy nói lợi danh chớp nhóm như lộn, luồn gió thấy đó rồi đâu bỗng mất liền. Phú quý tạo đời thêm mệt sát, tham danh thế đạo trí đâu yên. Sao bằng cửa Phật vui thanh tịnh, mới lánh cõi trần mê giải nghiệp duyên. Đó, vậy bữa nay con trình bày ba một cùng cô bác anh em mình á. Đời con người ở thế gian nó có ba cái trong cuộc đời này đó mà nó hạnh phúc và vui nhất. Thứ nhất tức là tha phương ngộ cố tri, tức là mình đi ở phương xa mà gặp lại người ở cái bản xứ của bác. Mà mình đi phương xa đó gặp lại người bản xứ nó chưa có vui bằng cái là mình đi mà lỡ có thất nghiệp, hay hoặc giả là mình đi đó mà gặp cái nghịch cảnh gian lao gì khổ khó của cuộc đời mà gặp lại cái người bản xứ đó, đó là một cái niềm an ủi nhất, không? Ví dụ như bây giờ đó mình nói vì hoàn cảnh kinh tế lỡ đó mình đi ở bên Hàn Quốc hay là ở bên Trung Quốc, hay hoặc giả là đi bên Đài Loan gì đó, mà mình đi mà bỏ đang thời gian thất nghiệp đang buồn, không? Mà mình gặp người bản xứ qua lỡ cũng bị thất nghiệp chung cảnh ngộ với mình đi nữa, ôm nhau mình là gì động chung cảnh ngộ với cô bác anh chị em mình. Vậy bây giờ con hỏi thiệt cô bác anh chị em mình nha, mình á lưu lạc xuống cõi đời này rồi cô bác chúng ta không có cái bờ mé mà cô bác chúng ta quay về với cõi xưa với cái nếp cũ của mình. Đức Thầy nói nở đâu lại dày mùa đồng lội, cũng gốc ngài thượng đế xuống trần, hoài đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về nơi cũ cho gần Phật tiên. Thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục, nên nhiều lần dục thúc muôn dân.
Vậy bây giờ con hỏi thiệt cô bác anh chị em mình, cái ta bà này có phải là cái đất khách của mình chứ đâu phải là cái quê hương xứ sở của mình đâu. Cho nên ở tất cả các nơi Đức Thầy viết đó, cực lạc là tại sao Đức Thầy không nói đến cực lạc, Đức Thầy không nói đi cực lạc, mà Đức Thầy nói về cực lạc không? Tại sao dùng danh từ về? Hồi nào tới giờ mình có đi qua cực lạc chứ, mà giờ này lại mình dùng danh từ là về cực lạc, thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngài ban phủ công tu. Hồi nào giờ mình chưa đi mà tại sao cái danh từ này lại dùng chữ về? Nó phải có ý nghĩa của nó. Bởi vì ở đây đó, thầy xuống đây thầy dắt mình, cho nên á, tìm cực lạc đây rành đường ngõ, dậy hải mau tu tỉnh mới màu. Tận thế gian còn có bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Vậy bây giờ đó, mình lưu lạc xuống cõi đời này, cho nên nó Đức Thầy từ ở bên cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống, còn xuống phàm trần. Ấy vì thương trăm họ giảm dân nên chẳng kể tâm thân lao khổ. Cho nên thầy nói kiếm con hiền đức giác, không có nói giác đi, không có nói giác đến, mà lại nói là kiếm con hiền đức giác, giác về, về nơi cõi Phật Tây Phương an nhàn. Bởi vì Đức Thầy mình có qua bển rồi, ông trở về đây, ông giác mình, gọi là giác về chứ đâu gọi là giác đi. Không, cũng như bây giờ mình ở bên Việt Nam này còn lưu lạc trong cõi đời này, thầy mình được có duyên may được hạnh lành mà xuất ngoại được qua bên kia rồi, tới chừng mà trở về Việt Nam bảo lãnh mình đi gọi là dễ. Con lạc cha con hỡi u ơ, thầy xa tới ngẩn ngơ thương mến, ngóng trông chờ dẫn thời đưa đến đặng chung cùng một biển quỳnh tương. Vậy bây giờ thầy mà đã đi qua bển rồi, thầy trở lại đây, thầy dắt mình gọi là dắt, dắt về chứ không nói dắt đi được, quý cô bác anh chị em. Rõ ràng là như vậy. Vậy thì bây giờ con hỏi cô bác anh chị em mình, cái nơi đất này đó có phải là cái nơi đó là xứ sở quê hương gì của Đức Thầy không cô bác? Có không? Xin thưa không, cũng phải là xứ sở quê hương của mình nữa, mà thầy nói để đến lúc băng ngàn, băng ngàn đất khách, đem thân này đặng cắt mặt sầu đốc. Tại vì mình xuống đây rồi mình lưu lạc như cõi đời này hoài nè, cho nên thầy đó mới từ ở trển thầy xuống đây đặng mà kiếm mình, đặng đưa mình trở về với Tây Phương, với tịnh độ, với cực lạc đó quý cô bác anh chị em. Rõ ràng là như vậy. Cho nên á, cảnh an nhàn của người liễu đạo muôn ngày vô sự, lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngầu nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen. Tại xuống đây rồi mình gây nợ nè, rồi lâm dính ở dưới này luôn nè quý cô bác. Xưa nay gây lắm nợ nần, bây giờ đem trả một lần phải hao, không vậy nợ cứ triền lao, đời nay trả đến đời sau không cùng. Khuyên người đừng thở than luôn, thuận hay nghịch ý, mặc tình đừng nao, đừng vì hoàn cảnh khổ đau, đem lòng đạo đức mà lãng sao lu mờ. Rồi đừng bì với kẻ nhút nhơ, mà đem ngọc quý ném quơ vào bùn. Khuyên người tu tỉnh thủy chung, rồi đây đời Phật có mà hay không. Vậy bây giờ đó mình gắng cố gắng mình tu sao cho dạng chữ thủy chung đạo thầy trò là khắc cốt như ghi chưa. Đạo cha con phải chặt chẽ chữ miêu trường, và đạo chồng vợ phải thuận hòa cho đến tha. Vậy thì bây giờ đó, tha phương ngộ cố tri, tức là mình đi ở phương xa mà gặp lại người ở bản xứ quý cô bác. Bây giờ mình lưu lạc xuống cõi đời này rồi mà mình không có thấy bờ mé, không có chịu trở về với quê xưa cảnh cũ. Cho nên Đức Thầy xuống đây ngài phải đành á, khổ khó gian lao nhất của cuộc đời này. Phận tăng sĩ này bao gió bụi, miễn sổ lòng tháo củi ta bà, theo đồi thương gương phẩm Thích Ca, dốc đem tâm trí đang tầm ra đạo màu. Vậy bây giờ đó mình á, xuống đây rồi mình gây nợ nần trần trịch ở dưới này hoài rồi mình không có bờ bé gì trơn. Ta nợ bao phen ở cõi trần, nợ tình, nợ tội, nợ ân nhân, nợ nhiều như thế làm sao trả, tu tỉnh là ta trả nợ dần. Vậy bây giờ xuống đây đó mình thiếu nợ ở đây rồi, bây giờ mình làm sao gắng tu rằng mình trả nợ rằng mình mới về bên kia Tây Phương cực lạc được chứ. Tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tọa sen phải không?
chứ mình xuống đây mình còn thiếu nợ hoài làm sao về bên kia được. Mà nếu thầy không còn nợ, thầy cũng không có trở lại đây đâu quý cô bác anh chị em mình. Nợ cùng bất tính hỡi còn, còn dương hay là tôi còn mắc cái nợ này nên phải làm dày cho giải quả căn. Cô kể lại câu chuyện bên thầy cô bác anh chị em mình nghe nha. Ngày xưa đó quý cô bác anh chị em, sau khi năm 1939 đó, Đức Thầy khai đời mở đạo ở tại Tổ Đình. Lúc đó đó, tất cả các bậc trí thức ta về đó quy y rất là nhiều. Trong đó đó có ông Hương Sư Vàng. Ông này đó, ông cũng giỏi nho, với hai nữa, ông giỏi chữ nghĩa lắm quý cô bác. Ông là ông phát tâm giác ngộ, ông quy y theo giáo lý của Đức Thầy. Nhưng một hôm nọ đó, ông có khoe với Đức Thầy. Ông nói, dạ bạch thưa Thầy, hiện bây giờ ở nhà đó mẹ con còn lưu giữ lại cái quyển 11 hầu của ông Sư Giải Bán Khoai. Bữa nào để con đem lại đây đặng mà con trình cho thầy, rồi con đọc cho thầy nghe nghe thầy. Thầy nói ừ, nếu có thì bữa nào ông đem lại đây đâu ông đọc cho tôi nghe thử coi cái quyển 11 hầu đó của ông Sư Giải Bán Khoai có làm sao. Thưa quý vị, một bữa nọ khi Đức Thầy Ngài khai đời mở đạo, lúc đó đó người ta lại hút thuốc nè, đổ bệnh nè, quy y nè, rồi nghe thuyết giảng rất là nhiều. Ông Hương Sư Vàng đó, ổng đem cái quyển 11 hồi mà hồi đó ông mặc cái áo đó, cái túi nó ló lên thuốc gì nào quý cô bác anh chị em mình. Ổng để cái quyển 11 hồi, tại vì á, cái vuông dứt của quyển 11 hồi nó không có lớn, nó ló lên khoảng chừng 2 tấc. Sau khi lỡ chuyện trò với thầy rồi, Đức Thầy hỏi ông Hương Sư Già, ông quy theo tôi mà ông còn đem cái quyển gì bỏ trong túi nữa đó, còn có cái quyển gì nữa đó. Ông nói dạ bạch thưa thầy, hôm rồi đó con có thưa với thầy là con còn cái quyển 11 hồi của ông Sư Giải Bán Khoai, con đem tới đây đặng con đưa con tính đọc cho thầy nghe. Thầy nói ừ, vậy thôi bữa nay ông lấy ra ông đọc cho tôi coi. Mà thưa quý cô bác, tại vì hồi ngày xưa thầy chưa thay đầu mở đạo đó, lúc đó mẹ ông đó đọc cái quyển 11 hồi của ông Sư Giải Bán Khoai đó, ông đọc cho bà mẹ nghe, ông đọc nhừng dữ lắm luôn, đọc không có sót câu nào mà đọc không có trật một chữ nào trơn á. Mà có một cái điều lạ, khi mà đối diện với Đức Thầy đó, ông móc cái quyển mà 11 hầu ra là cái tay ông run rồi. Chỉ mới có móc ra thôi là run rồi, chứ đừng nói mà tới đọc với cô bác anh chị em. Thì sau khi bắt đầu ông dở ra, ông cầm cái hồi thứ nhất ông đọc hơi ta nói nó run quá run rồi, ông đọc ta nó trật lên trật xuống. Đức Thầy mới quay qua, Đức Thầy nói thôi ông Hương Sư Vàng ơi, bữa nay ông lại ông đọc sao mà đọc trật lết mà ông rung quá rung rồi. Ông Hương Sư Vàng ơi, ông quay qua ông nói dạ bạch thưa thầy, tại sao ở nhà đó con đọc đâu đó nó nhừng như cháu vậy đó, con đọc ở nhà đọc cho mẹ con nghe hoài, mà sao cái gì tới đây đó con gặp thầy con đọc rung mà nãy giờ bộ đọc trật dữ lắm hả thầy. Thầy nói trật, thôi vậy thôi bây giờ đó ông cầm cái quyển này đó ông dò đi để tôi đọc, rồi ông dò thử coi có trật có sai gì không nghe. Sau khi bắt đầu Đức Thầy nói vậy rồi thì ông cầm cái quyển 11 hồi, ông coi ông dò mà Đức Thầy đọc nguyên một hồi thứ nhất luôn, đọc rót rót luôn. Thì lúc đó đó bắt đầu ông dòm Đức Thầy, quý cô bác anh chị em mình, ông hỏi ủa tại sao thầy khai đời mở đạo tới giờ đó năm 1939 mới có mấy tháng trời rồi mà con thấy thầy đâu có học về cái kinh sách nào khác hơn đâu, mà tại sao cái quyển này mà hồi nào giờ con mới khoe thầy lần đầu tiên mà tại sao thầy đọc gì đâu mà không sót chữ nào trên hả? Đức Thầy cười, thầy nói cái đó của tôi viết chứ hả? Cái đó là của tôi viết mà. Thấy sinh chúng quá ghiền cảnh tục nên nhiều lần dục thúc muôn dân, tôi đã nhiều lần ta kiếp trở lại với lắm rồi, bài sứ mạng thầy viết đó. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta đã hy sinh vì đạo nào quản sát thân, kiếp chót này đây là cái kiếp này là cái kiếp chót rồi, chứ nó đã trải qua năm kiếp rồi. Thất niên trụ thế độ mê đình, diệt địa trùng trùng khổ chiến chinh, Phật pháp hoàng dương khai ngũ hệ, tức là Đức Phật thầy Tây An đến đời của Đức Thầy mình là nó ra đời tới năm tiền kiếp rồi. Phật pháp hoàng dương khai ngũ hệ, thượng nguyên tái lập mới kiến thanh bình. Đức Thầy ra đời nhằm mục đích để lập lại cái đời thượng nguyên thánh đức, đặng mà ngõ lời khuyên nhân lỗi khắp gần xa, đang tu tịnh hưởng đời chung cực lạc.
phải không? Vậy thì bây giờ ở đây đó, Thượng Quân là tái lập kiếm Thanh Bình, mà trong đó đó năm kiếp tôi quay trở lại cũng ở tại An Giang không, mà ông có biết hay không? Thứ nhất thọ ký Linh Sơn, thứ nhất là tôi thọ ký Linh Sơn là mà khai đời mở đạo vào năm 1849 đến năm 1856. Thứ nhất thọ ký Linh Sơn, Tây An Phật ấy Nam Kỳ đã sinh, trở lại Nam Kỳ, phải không? Thứ hai thầy chỉ cho rằng Tà Lơn Sứ ấy là rạng danh Phật Châu, là kiếp thứ hai. Kiếp thứ nhất là Phật Thầy Tây An, kiếp thứ hai là Đức Phật Trùm giảng xưa với bóng tội tùng, còn ghi lưu dấu đạo khùng của ta. Đó, còn ghi lưu dấu là dấu xưa, tượng xưa dấu cũ còn mờ đó, chẳng lo tìm kiếm bến bờ mà nương. Cho nên đó, kiếp thứ hai là cái kiếp của Đức Phật, Phật Trùm. Đó, đạo nhà của ta. Rồi tới thứ ba, thứ ba là Ngô Lợi Phật Đà. Ngô Lợi tức là Đức Bổn Sư ở tại Bắc Chúc. Năm 1878 đó, đến năm 1890 là 12 năm. Cho nên đó, thứ ba Ngô Lợi Phật Đà, tứ ân hiếu nghĩa, đạo nhà của Điên. Thứ tư, đây, cái kiếp này là cái kiếp của sư giải bán khoai đây. Thứ tư, hoài gót xuống thiền, hiện ông sư giải mới dạo miền thế gian. Thứ năm mới trở lại An Giang, chấn hưng Phật đạo, làm hòa hảo thôn. Cho nên Đức Thầy nói đó, hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm giác nhân sanh khỏi ái hà, tạo sát quỳnh danh thanh sắc trẻ, mới chào thầu thiên định thiết hùng ca. Lúc đó Đức Thầy đọc hết quyển 11 hồi cho ông Hương Sư già ông nghe. Ông mới nói vậy, ủa, vậy còn cái quyển Lan Thiên của ai viết vậy thầy? Quay qua ông hỏi thiên, quyển Lan Thiên là của ông Cửu Đa. Rồi ông hỏi gì chứ đó là của ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là của ai viết vậy thầy? Rồi Tứ Thánh là của ai viết vậy thầy? Thầy nói tôi báo cho ông biết trước, từ 300 năm trở lại đây trong hệ phái Bủ Sơn Kỳ Hương là một tay tôi viết không? Một tay tôi viết không đó chứ không ai ngoài trơn đó, thưa quý cô bác anh chị em mình. Thấy chưa? Có phải thầy nói miệng nhích môi đầy văn tao nhã hạ bút thần thơ đã đề khai, khó làm cho hiền thánh lung lai chỉ tưới nước dùng phần cây nguyên. Vậy bây giờ đó cô bác chúng ta còn nghi ngờ gì nữa đây mà mình không phát tâm giác ngộ lo tu, vì ngài là một vị Phật lâm phàm trở lại thật sự rồi đó cô bác, phải không? Vậy thì bây giờ đó cái thứ nhất là tha phương ngộ cố tri, tức là mình đi ở cái phương xa mà gặp lại người ở một bản xứ vui lắm cô bác anh chị em mình. Đó, cái vui hạnh phúc thứ nhất. Bây giờ qua cái vui thứ hai là gì? Cái thứ hai là cửu hạn phùng cam võ. Cửu hạn là gì? Cửu hạn là nắng lâu. Chữ phùng là gặp, chữ cam võ là gặp một cái đám mưa ngọt đó cô bác. Chữ võ là vũ là mưa đó, cam là ngọt đó. Nắng lâu mà gặp được một đám mưa ngọt, cô bác anh chị em mình thấy nắng lâu chưa? Thầy nói giọng tăng sĩ thanh thao như kiển hạn đã lâu, sông giếng cạn mòn, cỏ cây khô héo thon do nay nhờ mưa, mưa đợm mà còn khát khao. Vậy bây giờ đó, ông thanh sĩ ông để lại bốn câu này, cô bác anh chị em mình thấy đó, nếu mình không tu coi chừng sau này nó khó gặp thầy, mà sau này đó mình khó dự với ngày đại hội Long Hoa nữa quý cô bác anh chị em mình. Cửa nhà tan nát thấy chưa, chẳng lo tu bổ mà còn cưa nuôi mẹ, giảng hòa nếu chẳng chịu nghe. Giảng hòa tức là giảng của ông Tư Hòa Hảo đó. Giảng hòa nếu chẳng chịu nghe, có ngày không giải mà che thân mình. Cái đó là lời của ông thanh sĩ ông nói nghe. Ông nói giảng của Hòa Hảo của ông Tư đó mà mình không chịu nghe, không chịu tu theo đó, có ngày đó không có giải mà che thân mình sau này đâu quý cô bác anh chị em mình. Đó, vậy thì bây giờ ở đây đó, cái thứ hai là cửu hạn cùng cam võ. Cửu hạn tức là nắng lâu. Nắng lâu không cô bác, từ năm 713 sau khi Đức Lục Tổ Huệ Năng đã bạc truyền y bác rồi, đến năm 1939 Đức Quỳnh Giáo Chủ mới ra đời lần đầu tiên là đám mưa. Là cô bác mình biết cộng lại là nhiêu năm không?
Đức Thầy nói cả ngàn năm nhân tâm sao xíu, sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Là từ ngàn xưa Phật Pháp Ngài theo 1226 năm, từ khi Lục Tổ Huệ Năng đã bạc truyền y bát rồi đó, nắng hạn dài tới năm 1849 đến năm 1856 Phật Thầy Tây An ra đời là đám mưa đầu tiên, phải không? Rồi tới Đức Phật Chùm nữa là đám mưa thứ hai, tới Đức Bổn Sư là đám mưa thứ ba, tới ông Sư Giải Báo Khoan là đám mưa thứ tư, tới Đức Thầy nữa có phải là mưa độn không quý cô bác anh chị em mình? Mà tới đám mưa đó là nó trải qua 1226 năm. 1226 năm cô bác chúng ta cộng lại với 713 nó là năm 1939. Đó, đến năm 1939 năm Kỷ Mão Đức Thầy mới ra đời cứu độ chúng sanh. Đó gọi là mưa độm mà cũ hạn phùng cam vỏ. Cô bác mình thấy nó về đời đó. Nước là sự sống của muôn loài vạn vật.